Chào các em học sinh yêu quý, cô là Vũ Thị Quỳnh Anh, giáo viên của trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Cô rất vui vì được đồng hành cùng với các em trong tiết ôn tập tác phẩm Vợ chồng A Phủ, tiết 2. Ở tiết học thứ nhất, cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Cô hy vọng là các em đã yêu và hiểu hơn về thiên truyện này. Trong tiết học thứ hai, cô sẽ giới thiệu và chữa một số đề tiêu biểu về tác phẩm Vợ chồng A Phủ. Về các vấn đề các em cần phải nắm được ở tác phẩm Vợ chồng A Phủ đó là những nét nghệ thuật đặc sắc, nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật, chất thơ, màu sắc Tây Bắc, về nhân vật cô Mị, anh A Phủ, các chi tiết nghệ thuật đặc sắc và giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Các kiểu đề có thể ra cho một ý kiến hoặc hai ý kiến để chứng minh, phân tích một nhân vật, phân tích một đoạn văn hoặc hai đoạn văn rồi rút ra nhận xét, phân tích một hoặc một vài chi tiết nghệ thuật đặc sắc, phân tích một vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật hay kiểu đề so sánh. Trên cơ sở đó, cô giới thiệu với chúng ta một hệ thống đề như sau. Đề thứ nhất, có ý kiến cho rằng nhân vật Mị trong truyện ngắn vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là một thành công của tác giả trong việc xây dựng con người thức tỉnh. Hãy phân tích nhân vật Mị để chứng minh cho nhận định trên. Đề thứ hai, cảm nhận về nhân vật Mị trong đoạn văn miêu tả tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Từ đó nhận xét về những nét đặc sắc nghệ thuật của ngòi bút Tô Hoài. Đề thứ ba. Một trong những nét làm nên sức hấp dẫn của trang viết Tô Hoài là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Anh chị hãy làm sáng tỏ điều đó qua việc phân tích đoạn văn miêu tả diễn biến tâm trạng của Mỹ trong đêm tình mùa xuân. Đề thứ tư. Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Đề thứ năm. Bàn về kết thúc đoạn trích Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, có ý kiến cho rằng hành động hắt nút dây mây cởi trói cứu A phủ rồi chạy theo A phủ của nhân vật mị, thật bất ngờ, đột ngột không thể dự đoán lại có người khẳng định đó là một kết thúc tự nhiên tất yếu bằng hiểu biết về tác phẩm vợ chồng A phủ, anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên. Đề số 6 là biết về hình tượng tiếng sáo trong tác phẩm vợ chồng A phủ của Tô Hoài, giữa không khí đón Tết của Hồng Ngài, tác giả đã rất chú ý đến việc miêu tả tiếng sáo thì em hãy cảm nhận về âm thanh tiếng sáo được miêu tả trong những đoạn trích này. Đề thứ 7. Trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, nhân vật cô Mị đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, đặc biệt là trong đêm mùa đông giải cứu cho A Phủ. Lần thứ nhất là khi ngồi thổi lửa hơ tay, nhìn thấy tình cảnh bị trói của A Phủ, Mị đã nghĩ cơ trường này chỉ đêm mai người kia chết chết đau chết đói chết rét phải chết ta là thân đàn bà đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi chỉ biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi người kia việc gì phải chết a à phủ mị phẳng phất nghĩ như vậy lần thứ hai là khi đám than đã vạc hẳn lửa mị nhớ lại đời mình mị lại tưởng như có thể một lúc nào Biết đâu A phủ chẳng đã trốn được rồi. Lúc đấy bố con bá cha sẽ bảo là Mị đã cởi trói cho nó, Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị sẽ phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ. Lần thứ ba là khi A phủ chạy được rồi, Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi Mị băng đi đuổi theo A phủ. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt, A à phủ, cho tôi đi. ở đây thì chết mất. Qua việc phân tích tâm trạng của cô Mỹ khi nghĩ đến cái chết, anh chị hãy nhận xét về nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và tấm lòng nhân đạo của nhà văn Tô Hoài. Đề số 8, cảm nhận của anh chị về sự thay đổi của nhân vật cô Mỹ trong tác phẩm vợ chồng A à phủ của Tô Hoài trong đêm tình mùa xuân và nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm vợ nhặt của Kim Lân buổi sáng hôm sau đêm tân hôn. Bây giờ cô trò mình sẽ đi vào chữa đề thứ nhất của tác phẩm em nhé. Có ý kiến cho rằng nhân vật Mị trong truyện ngắn vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là một thành công của tác giả trong việc xây dựng con người thức tình. Hãy phân tích nhân vật Mị để chứng minh cho nhận định trên. Đây là kiểu đề phân tích để chứng minh trong một ý kiến đã rất là quen thuộc với chúng ta phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể trong việc chữa đề nhé. Trong phần đặt vấn đề, thì thứ nhất kèm sẽ giới thiệu cho cô về tác giả và tác phẩm. Về tác giả, Tô Hoài có sức sáng tạo, dẻo dai, bền bỉ và ông là một trong không nhiều những nhà văn có duyên với đề tài miền núi rất thành công ở mảng đề tài này. Ông có khả năng quan sát tinh tường, có sở trường miêu tả thiên nhiên và phong tục, ngôn ngữ tạo hình, đậm đà màu sắc dân tộc. Về tác phẩm Vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện Tây Bắc năm 1953 là một thành công xuất sắc của nhà văn. Sau đó thì các em phải dẫn vào yêu cầu của đề bài, tức là trích dẫn nhận định và dẫn vào nhân vật mị sang phần B, đó là phần giải quyết vấn đề. Trước tiên, chúng ta sẽ đi vào giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, khái quát tác phẩm, vị trí nhân vật và giải thích ý kiến. Về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của tác phẩm. Năm 1952, Tô Hoài có chuyến đi cùng với bộ đội vào giải phóng Tây Bắc. Tám tháng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân vùng dẻo cao đã giúp ông hiểu sâu sắc về cuộc sống và con người nơi đây. Tô Hoài nói, đất nước và con người miền Tây để thương để nhớ trong tôi nhiều quá. Tình yêu mến, cùng với khả năng quan sát tinh tường đã giúp ông sáng tạo Hành công, truyện ngắn vợ chồng A Phủ nói riêng và tập truyện Tây Bắc nói chung. Tập truyện đã được tặng giải nhất của Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954-1955. Thứ hai, chúng ta phải đi vào khái quát tác phẩm. Em hãy nêu chủ đề của tác phẩm. Qua cuộc đời tủi nhục, đau khổ của Mị và A Phủ Tô Hoài đã phản ánh nỗi thống khổ của người mèo trong chế độ cũ và sự vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc. Về vị trí của nhân vật cô Mị, Mị là một hình ảnh đặc trưng của cô gái mèo dưới chế độ phong kiến miền núi là linh hồn của tác phẩm, được nhà văn dành nhiều tình cảm yêu mến. Ý thứ tư, em nhớ là phải giải thích ý kiến việc giải thích ý kiến sẽ định hướng cho việc phân tích chứng minh của chúng ta mấu chốt vấn đề của ý kiến này là ở đâu chính là ở khái niệm con người thức tỉnh em hiểu thế nào là con người thức tỉnh đó là những con người từng nếm trải những cay đắng tủi nhục và đau khổ bị áp bức bóc lột bị trà đạp dày xéo sống trong trạng thái nhẫn nhục cam chịu cho thân phận mình nhưng cuối cùng họ đã thức tỉnh dần dần hồi sinh tự ý thức về quyền sống quyền làm người của mình phản kháng áp bức bất công để giành lấy tự do hạnh phúc sống một cuộc đời có ý nghĩa cùng với nhân vật a phủ ta thấy nhân vật Mỹ là con người thức tỉnh, giàu ý nghĩa nhân văn. Phần thứ hai là mã, chúng ta sẽ đi vào phân tích nhân vật Mỹ để chứng minh. Trước tiên, em phải chỉ ra Mỹ là một người con gái trẻ, đẹp, nhưng cuộc đời lại đầy bi kịch. Mị là cô gái trẻ đẹp, mị có nhan sắc, Mị có tài năng, tâm hồn mị đẹp, ấm áp tình yêu đời, tình yêu cuộc sống, với khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Nàng lại chăm chỉ lao động và hiếu thảo, mị xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mị lại thật bất hạnh. Cuộc đời của mị đầy bi kịch. Nguyên nhân nỗi khổ của mị đã là vì món nợ truyền kiếp của gia đình và cũng bắt đầu từ khi về làm con dâu gạt nợ của nhà thống lý bá cha mị đã bị hành hạ về thể xác mị phải làm với cả núi những công việc nặng nhọc liên tục không ngừng nghỉ bị vắt kiệt sức lao động hơn một lần thân xác của mị được ví với thân trâu thân ngựa thân rùa thậm chí lại không bằng con trâu con ngựa trong cửa nhà thống lý bá cha, mị không được xem như một con người mà chỉ là một công cụ lao động, một người nô lệ không công mà thôi. mị cũng phải chịu sự đầy đọa, tủi nhục về mặt tinh thần. a à sử đối với mị, không tình cũng chẳng nghĩa, chỉ có uy quyền của một bạo chúa đối với con ở. vào ngày tết mị muốn đi chơi a sử đã trói mị vào xó buồng cả đêm mị bị trói khi a sử đi chơi bị đánh mị phải ra rừng hái lá xoa thuốc cho chồng có lúc mệt quá thiếp đi liền bị a sử giơ chân đạp vào giữa mặt những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn mị chỉ còn biết sống với ngọn lửa vậy mà a sử đi chơi về thấy mị sưởi lửa nó bèn đạp mị ngã lăn ra bếp sống trong tình cảnh ấy mị cam chịu nhẫn nhục tưởng như không còn ý thức phản kháng mị bị trói buộc bởi tư tưởng ta là thân đàn bà nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi chỉ biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi sự hành hạ về thể xác sự đầu độc về tinh thần bởi thần quyền đã khiến mị rơi vào tình trạng mê muội thê thảm mị không có ý niệm về thời gian không gian chỉ nhớ đi nhớ lại những việc làm giống nhau mà thôi mị sống không cảm xúc không ý thức đáng sợ hơn cả là ở lâu trong cái khổ mị đã quen khổ rồi ngay cả khi đến bố mị qua đời, mị cũng không còn nghĩ đến cái chết, không còn chút phản ứng nào để vùng vẫy, để giải thoát cho số phận của mình. Mị còn tự xem mình là châu, là ngựa. Chúng ta ngỡ tưởng rằng mị cứ sống cam chịu, nhẫn nhục như thế, tưởng rằng mị không có một ý thức phản kháng nào. Nhưng không, mị đã hồi sinh. Con người mị đã thức tỉnh. Chúng ta đến luận điểm thứ ba và các em phải chú ý với đề bài này thì luận điểm thứ ba này là luận điểm quan trọng. Đó là mị với quá trình thức tỉnh. Sự thức tỉnh của mị không phải chỉ diễn ra vào trong đêm tình mùa xuân hay trong đêm đông cứu a phủ đâu, các em ạ, à? mà bắt đầu từ những ngày khi mị mới về làm dâu nhà thống lý bá cha. Đêm nào mị cũng khóc. Khuôn mặt mị lúc nào cũng buồn rười rượi. Mị định ăn lá ngón tự vẫn. Dẫu phản kháng của mị còn tiêu cực, nhưng là sự phủ định thực tại đen tối và là biểu hiện của con người thức tình. Và đặc biệt, đêm tình mùa xuân đã tới đã làm cho con người mị thức tình những yếu tố của ngoại cảnh đã đánh thức dậy những khao khát của tâm hồn mị không khí dạo rực của mùa xuân là những bát rượu ngô sóng sánh vàng như mật là tiếng sáo gọi bạn tình thiết tha nồng nàn kem nhớ đi vào phân tích quá trình hồi sinh của mị và đây cũng là đoạn trọng tâm trong bài viết của chúng ta mị thấy lòng thiết tha bồi hồi, mị ngồi nhầm thầm lại bài hát của người đang thổi. Rồi khi uống rượu say đến lịm mặt, lòng mị sống về ngày trước. Mị nhớ lại thời con gái đẹp đẽ, đắm say. Mị thổi sáo giỏi, mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo mị. Chúng ta chú ý, tác giả ở đây đã dùng từ sống chứ không phải từ nhớ. Người con gái ấy trong khoảnh khắc đã vượt thoát khỏi thực tại, sống trọn vẹn với quá khứ. Ý thứ ba, mị tự ý thức về tuổi trẻ, mị ý thức về khát vọng sống của mình, mị cảm thấy phơi phới trong lòng đột nhiên vui sướng. Mị còn thức tỉnh về cảnh ngộ của mình, mị thấy vô lý bất công và thấy được bi kịch của cuộc đời mình. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết, Hướng chi A à xử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Khi ý thức về cảnh ngộ, về bi kịch của cuộc đời mình, Mị đã muốn chết. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra đây chính là sự phản kháng của một lòng khát sống của một con người đã ý thức về sự sống nhưng sự tác động của ngoại cảnh chỉ làm hồi sinh tâm hồn mị mà chưa thể làm thay đổi được số phận của mị sáng hôm sau mị lại trở về với vị trí của con rùa nuôi trong xó cửa thậm chí lại còn câm lặng hơn trước đây và phải đến Đêm đông, vùng cao cứu A Phủ, con người Mỹ mới hoàn toàn thức tỉnh để giải phóng cuộc đời mình. Chúng ta đi vào phần C, đêm đông cứu A Phủ. Đầu tiên, ở Mỹ là một trạng thái thản nhiên trước cái chết đang đến gần với A Phủ. Vậy điều gì đã làm cho con người Mỹ thức tỉnh, đã làm hồi sinh tâm hồn Mỹ? đó chính là dòng nước mắt lấp lánh của a phủ thức tỉnh mị khiến mị chợt nhớ đến tình cảnh đêm năm trước a sử trói mị nhiều lần nước mắt chảy xuống miệng xuống cổ không biết làm sao lau đi được con người này đã thức tỉnh để biết thương mình đó là cảm giác thương thân sau đó từ cảm giác thương thân Mị nhận thức sâu sắc về tội ác của gia đình nhà thống lý. Thương mình. Nhận thức về tội ác của gia đình nhà thống lý đã dẫn đến cảm xúc thương người ở Mị. Và khi lòng thương người xuất hiện thì nó còn lớn hơn cả cảm xúc thương thân. Mị đã quyết liệt cầm dao cắt dây mây, cởi trói, cứu A Phủ, quên cả nỗi sợ nhưng đến khi mà A Phủ chạy được rồi Thì Mị lại hốt hoảng Mị lo sợ cho tình cảnh của mình Ở đây thì chết mất Và sự hoảng hốt ấy đã thúc đẩy bản năng tự vệ tích cực Xui khiến Mị chạy theo A Phủ để tự giải phóng cuộc đời mình Mị và A Phủ đã đến khu du kích Phiền Sa. Phiền Sa đã trở thành chốn nương thân cho họ cách mạng và kháng chiến mới là đất hứa, đất thánh cho những con người thức tỉnh. Mị cắt dây mây, cởi trói cứu A Phủ cũng là tự cắt sợi dây vô hình để giải thoát cuộc đời mình. Cùng với A Phủ, Mị đã nên vợ, nên chồng rồi trở thành chiến sĩ du kích. Bản năng sống quyết liệt, sự thức tỉnh mạnh mẽ đã dở một trang mới cho cuộc đời Mị, cuộc đời tự do hạnh phúc hơn. Như vậy, cô trò chúng ta đã đi tìm hiểu về quá trình thức tỉnh của nhân vật Mỹ. Và để bài viết của mình trở nên sâu sắc hơn thì các em chú ý phải có phần đánh giá. Đầu tiên các em phải khẳng định lại vấn đề. Đó là nhân vật Mỹ là nhân vật thức tỉnh, có sức mạnh, phản kháng và có sức sống tiềm tàng. Ý thứ hai là em phải nêu ý nghĩa của hình tượng cô Mỹ, hình ảnh con người thức tỉnh với tác phẩm. Sự thức tỉnh của Mỹ đã thể hiện cho chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Người lao động bị áp bức tất yếu sẽ đấu tranh để đi tìm con đường tự do. Với tác giả, con người thức tỉnh của Mỹ đã thể hiện một cái nhìn nhân văn, cảm hứng ngợi ca con người nói như Maximurky hai chữ con người vang lên đầy kiêu hãnh và hai tiếng con người ấy là phải viết hoa với văn học nhà văn đã góp một tiếng nói riêng đầy sâu sắc về con người lao động với người đọc ta càng thấm thía hơn về giá trị của tự do trong phần kết thúc kem khẳng định lại nhận định khẳng định sức sống của hình tượng cô mị và tác phẩm trên đây cô trò chúng ta đã đi vào tìm hiểu đề thứ nhất đó là về sự thức tỉnh của nhân vật mị bây giờ cô sẽ cùng với chúng ta đi tìm hiểu đề thứ 6 trong hệ thống đề này nhé trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, giữa không khí đón Tết ở Hồng Ngài, mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi, mị ngồi nhầm thầm lại bài hát của người đang thổi. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương, ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Và lúc say, mị đã nghĩ đến tình cảnh của mình, nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu quả bao rơi rồi. Đến khi bị trói, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu quả bao rơi rồi, em yêu người nào, em nắm bao nào. Mị vùng bước đi nhưng chân tay đau không cựa được, Mị không còn nghe tiếng sáo nữa. Cảm nhận của anh chị về âm thanh tiếng sáo được miêu tả trong đoạn trích trên. Ở đề bài này, cô chỉ gợi mở cho chúng ta một số vấn đề. Thứ nhất, là các em giới thiệu vài nét về tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài, giới thiệu hoàn cảnh xuất hiện tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân. Thứ hai, em nói đến tiếng sáo là một trong những yếu tố ngoại cảnh quan trọng nhất, có sức lay động và làm thức tỉnh tâm hồn mị. Trước tiên chúng ta chỉ ra tiếng sáo là biểu tượng cho mùa xuân để gọi bạn tình. Nó được miêu tả từ gần đến xa, được tái hiện qua nhiều cung bậc tiếng sáo lúc lấp ló ở ngoài đầu núi, lúc vang vẳng ở đầu làng, lúc bay lơ lửng ở ngoài đường, có khi dập dờn trong đầu mị. tiếng sáo góp phần gợi ra bức tranh phong tục và không gian văn hóa đậm chất tây bắc khi xuân về. tiếng sáo chính là tiếng ca hạnh phúc, là biểu tượng cho tiếng gọi cuộc sống, cho tình yêu và khát vọng tự do. nó đã lay gọi, đánh thức, khơi gợi lòng yêu đời, yêu cuộc sống tự do ở mị. Tiếng sáo có một sự tác động mạnh mẽ đến diễn biến tâm lý của nhân vật Mỹ. Sự đứt nối liền mạch trong những kỷ niệm về quá khứ. Tiếng sáo, ký ức tươi đẹp như một bản tình ca của tuổi trẻ, làm sống dậy những khát khao hạnh phúc tưởng chừng đã mất. Tiếng sáo hiện lên với những sắc điệu riêng, say xưa, ngọt ngào, dẫn dụ, hòa trộn giữa khát khao tình yêu tự do với những dây dứt về thực tại đưa mị vượt thoát khỏi thực tại và lịm tắt trong nỗi ai oán về kiếp người. Tiếng sáo là chất xúc tác cho chuỗi phản ứng tinh thần của mị diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn để rồi đi đến hành động cắt dây mây, cởi trói cứu A Phủ cũng là tự giải thoát cho số phận của mình. Sau đó chúng ta nêu ý nghĩa của hình tượng tiếng sáo thể hiện tư tưởng của tác phẩm sức sống con người, cho dù con người có bị trà đạp, bị trói buộc nhưng vẫn luôn âm ỉ, chờ đợi cơ hội bùng lên, đó là giá trị nhân đạo của tác phẩm. Chi tiết thể hiện tài năng, miêu tả tinh tế, sinh động, diễn biến tâm lý nhân vật, góp phần làm nên giá trị của tác phẩm và tên tuổi của nhà văn Tô Hoài. Tiếng sáo đã mang đến vẻ đẹp của chất thơ cho tác phẩm vợ chồng A Phủ lấp lánh với nhiều vẻ đẹp và về nhà kem sẽ tìm hiểu thêm cho cô một số vấn đề khác nữa nhé kem sẽ chú ý cho cô vào đề số 4, đó là phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài và đề số 8 là cảm nhận của anh chị về sự thay đổi của nhân vật Cung Mị trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của Tô Hoài trong đêm tình mùa xuân và nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm vợ nhặt của Kim Lân ở buổi sáng hôm sau đêm tân hôn sau tiết học ngày hôm nay cô nghĩ rằng các em đã nắm được những kiến thức của tác phẩm vợ chồng a phủ và các em sẽ tự tìm hiểu để có thêm những kiến thức cho mình về tác phẩm này nhé cô chúc các em thành công thân mến chào các em